Hello, chào mọi người. Đây, đây là ếch của mình nè mọi người. Đây. Đây có đậu nữa nè. Một cây đu đủ nó trái qua rừng luôn. Còn đây là cây bùa ngót, chút mình hái ra nấu canh. Còn ai muốn ông mua ếch thì theo số điện thoại nè, trại ếch Úc Lâm chuyên cung cấp ếch giống, ếch thịt, tư vấn kỹ thuật chăn nuôi ếch. Theo số điện thoại 0909 837 969. Hello cho mọi người. Ê. Đây là bông mình trồng nè mọi người. Còn bên đây thì ba đậu bắp. Đậu bắp nè mọi người. Chào cả nhà nha. Còn cái này là cái cây đu đủ độc lạ nè mọi người. Một cây mà nó lên tới ba đọt luôn nè mọi người. Mọi người thấy ghê không? Cái gốc nó gãy nó lên ba đọt luôn nè. Đúng là bốn đọt mà đọt này gãy rồi nè. Tính ba đọt thôi nè. Một gốc thôi nè. Mọi người thấy không nè. Đủ bông nhóc luôn nè. Trái nào mọi người.
Mọi người xem kênh của mình, ủng hộ kênh của mình nha, cho mình một like và một lượt chia sẻ nha mọi người, để mình có động lực để mình làm thêm. Còn mà ai muốn mua ếch của mình á, thì sao số điện thoại là 0909 837 969. Còn một loại số khác nữa là 0376 79 74 85 nha mọi người. Liên hệ hai số đó. Đặng mình bán ếch chiên, cung cấp ếch thịt, ếch giống. Đây, mình lên quay ếch cho mọi người coi. Mọi người đọc được không mọi người? Đây là kiếm tiền nè mọi người. Còn đây là một mình tên nè mọi người. Còn đây là ớt vụ ngót. Còn đây là đu đủ nè mọi người. Mọi người thấy đủ trái sai không? Nhìn đu đủ nè mọi người. Còn đây là kim ít. Kim ít nữa nè, xả. Đây, còn đây là ít thịt nè mọi người. Ít nái luôn. Ừ.
Đây nên là mít nè mọi người. Còn đây là lưới hổ nè. Mọi người thấy lưới hổ không? Lưới hổ nè. Còn đây là lưỡi hổ nè mọi người. Lưỡi hổ nè. Có con gà nè mọi người. Mọi người thấy con gà không? Còn đây là chính là nha nam. Còn đây, đây là ớt kiển nè mọi người. Còn đây là mặt hàng. Ít kiến nè mọi người.
Rồi video mình kết thúc tại đây. Mọi người cho mình một like, một lượt chia sẻ, một lượt đăng ký kênh nha mọi người, để mình có động lực để mình làm thêm nữa. Xin chào mọi người, hẹn gặp lại. Đồ đủ nè. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại. Bye bye.